Đấy, đây là nhà, nha, đây là bố này nha. Rồi, ui, đây là phòng tắm nè mình, à phòng phòng vệ sinh nè mình. Rồi, à, đây, đây, đây là em mình, ôm mặt sóc. Ui, thấy chưa, ấy là ngoài bụi ấy. À, đây, đây, đây là, thì bây giờ mình vào đây, ghế sofa nhà mình. Đây, đây, đâu nhỉ? Ok, đây, đây xe mình nhá, đây là xe là của em mình sóc đây. Đấy, đây xe của mình, đây xe cái máy của chú này. À, đây là máy phát điện nhá, đây là xe đạp đây, máy phát điện của ông ấy cho mình mượn. Đây là sắt nha. Đấy, và đây là quả bóng, đây là xung quanh nhà mình, anh em thấy ghê không? Anh em nhớ đăng ký nhấn like và nhận kênh của mình nhá. Bây giờ đây, bây giờ nhá, thì đây là chim của chú mình. Bây giờ bye nè.